lắm ông ơi. Lâu quá. Lâu quá. Nhà gần đây không? Nhà em ở dưới ngã ba mũi tèo dưới này nè. Ở dưới ngã ba mũi tèo dưới này nè. Ăn hai con bò mũi tèo đẩy vô à? Dạ. Wow. Rất là đẹp luôn em ơi. À, thì bây giờ thì hai anh em sẽ đi cà phê cho anh biết Bùng Sơn, nhưng hồi giờ anh tới Bùng Sơn chưa vô thì trắng luôn đúng không? Anh em mình sẽ dẫn lần đầu tiên đi vào Bùng Sơn. Hồi trước mình có đi tổng đài rồi, đi trong xã biển ha, đá rồi. Hồi tối có điện cho Nhân nói chuyện với Nhân. Nhân mới kêu hậu điện cho lại á, mai đéo đi Bình Định mình vô điện cho lại uống cà phê. Anh gửi số quá. Nhân nhà dưới đây, kêu cách nhà em ba cây mà đúng không? Xuống như qua khỏi cầu Bùng Sơn rồi xuống. Rồi xuống tí nè. Ừ. Đó, chú em là có xung dược vlog đi kìa. Xung dược vlog kênh cũng lớn, kênh hiện giờ tại là 700 mấy rồi sức. Đúng rồi hả? Ừ. Nó mình chưa không sai. Em xuống hè. Làm cái gì? Làm về không thật được. Không thật rồi quay vui kênh cũng lớn. Ừ. Trong đây như mấy anh em nào mà kiểu mà làm về YouTube đồ mà nhỏ nhỏ lớn lớn rồi cũng quen. Vất vả vậy. Vất vả giờ xe cộ. Có nghề mình thế thôi chứ trừ có liều. Rồi anh hồi thấy anh mua những chiếc xe tao máy không? Phải giữ. Anh giữ. Rồi giờ đọc. Còn lắm. Bây giờ chạy. Đó. Chứ bữa dạ, tập, không, tập dạ, ai? Vợ là tập mấy lần rồi, tập vài lần cho vợ tính cho vợ học bàn. Vợ làm nha khoa mà. Tưởng đâu là tập vợ rồi để vợ lái. Bớt giận. Đừng có cho vợ dính vô cũng được cậu lẩu. Chạy gần gần không mà gì đâu cậu. Có gần cực lắm, như mình trừ mình về chạy gần cực lắm. Ý là chạy liên tục. Ý chặn nó cực thiệt. Vì mình về mình mới biết được tại ngày chạy đến nhiều ngày đây mất trừ tối đi về nè, nhưng mà về nó khoảng 11-12 giờ bóc công bắt đầu đánh Trường Hải đó, chuyến này vô làm Trường Hải đó lại chi của mình nữa, mình cứ tàn tàn không phải được thắng hối hối, có nghĩa là cái lệnh công nó phải chạy làm sao mà cho hết lô đó trong vòng bao nhiêu ngày đó, cũng như tèo nó vô rồi ví dụ hẹn là bao nhiêu ngày trả tèo. Đó là mình phải gấp rút. Rồi càng lắm. Thôi thì nhân đây thì mình cũng clip giao lưu đơn giản nữa thôi. Rồi mình sẽ hỏi chẳng hỏi lại một số vấn đề. Cho nên thôi tạm biệt anh em ở đây để cho lại tự nhiên hơn. Chứ mình với lại ngồi mà cám hai máy quay cũng